Bạn đã bao giờ mơ ước về một chuyến phiêu lưu đầy ấn tượng và độc đáo qua những cảnh đẹp hoang sơ của Việt Nam chưa? Hãy cùng chúng tôi khám phá hành trình đặc biệt này, chương trình du lịch độc đáo 11 ngày từ Hà Nội đến Sa Kỳ, dành cho quý khách hàng đến từ Nga. Từ những bãi biển tuyệt đẹp của Cát Bà đến những ngọn núi hùng vĩ ở Pù Luông, từ những thác nước mênh mông ở Ninh Bình đến những hang động kỳ bí ở Quảng Bình, chương trình du lịch của chúng tôi hứa hẹn mang đến cho bạn những trải nghiệm không thể nào quên được. Đặc biệt, trên hành trình này, bạn sẽ được tham quan những di sản văn hóa lâu đời và rất đặc biệt là khu di tích lịch sử Huế cổ kính, cùng với những bức tranh tuyệt vời về cuộc sống cổ xưa của người Việt. Chương trình du lịch của chúng tôi không chỉ là một chuyến đi thông thường, mà còn là một trải nghiệm tuyệt vời, một cơ hội để bạn thả mình vào vẻ đẹp hoang sơ và bình yên của Việt Nam. Hãy cùng chúng tôi tạo nên những kỷ niệm không thể nào quên trong chuyến hành trình này. Đừng bỏ lỡ cơ hội nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn khi thuê xe limousine cùng Vietnam Transport. Bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến đi đặc biệt và bạn muốn có trải nghiệm du lịch sang trọng và tiện nghi, liên hệ Vietnam.